tới cái này là mình dùng cái lòng bàn tay là nè để vô nè, mà không có đỡ vậy nè. Cái này là dùng cái gì? Cái tay. Cái này là dùng gì? Cái vai. Thấy cái vai không? Cái vai mở ra, cái vai mở ra nè, không phải thả nó ra đều đó. Không đẩy tới thả nó dùng nó ra, mở ra, thả ra, thấy không? Mình gặp đây có không? Có gì không? Có gì không? Không có gì hết. Thả nó ra, thả nó ra, quắc chứng lại, danh lại cái đoạn đó nha. Đó nha, đưa lên, thả nó ra, mở qua đá xong mới trang vậy ha. Mở ra cái này tập rồi đúng không? Mày ta chân có, mày ta chân có, tất cả đều có đó. Mở ra đỡ luôn rồi. Rồi hồi nãy là đã thấp có tập chưa? Chỉ có cao lên chúng thôi đúng không? Từ ở bên này nè, cái ống thở ra hết cái này nè, quay quay qua, quay qua vấn đề chỗ là đưa lên xong rồi làm gì? Cắt nhanh, cắt nhanh lên nha. Đánh chiến quyền vậy nè, đúng không? Bay qua à, rồi hả hả đi chen vậy á, mở cái tay ra hả đưa lên luôn, sẽ đưa lên luôn không? Đừng có đánh vòng, đừng đánh về nữa nha, đừng có đánh vòng vòng về nữa nè, không có đánh vòng vòng về nữa ha. Ở đây đưa lên đánh ra luôn hả hả. Wow.